Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Xem Ngày Tốt của Phong Thủy Lộc Tài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và cùng chọn ra những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong việc lựa chọn ngày tốt trong suốt một năm qua. Thì quý vị hãy comment ở dưới cho biết là quý vị đã sử dụng những ngày tốt này như thế nào nhé. Tháng 12 âm lịch cũng là tháng hay còn gọi là tháng chạp, là tháng gần Tết. Tháng này có rất nhiều việc để làm, như là xuất hành cưới hỏi, nhập trạch khai trương, rồi là vân vân đấy. Cũng như là các nghi lễ như nghi lễ tống thần, nghi lễ là cái gì, tạ mộ, tạ táo, tạ gia tiên, lễ đón giao thừa, vân rất nhiều cái nghi lễ và cái thủ tục cần làm trong cái tháng này. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm ra những ngày tốt để làm những mọi việc cho nó được hanh thông và may mắn. Thì đầu tiên để lựa chọn ra những ngày tốt thì chúng ta cũng vẫn phải loại bỏ những cái ngày xấu cần tránh. Thì đó là những ngày bao gồm là ngày tam lương, ngày con nước, ngày dương công kỵ, ngày sát chủ, ngày thụ tử, ngày nguyệt phá và ngày thiên địa chuyển sát. Ngày tam lương thì bao gồm các ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Ngày mùng 3 là ngày Mậu Ngọ. Ngày mùng 7 là ngày Nhâm Tuất. Ngày 13 là ngày Mậu Thìn. Ngày 18 là ngày Quý Dậu. Ngày 22 là ngày Kỷ Sửu. Và ngày 27 là ngày Nhâm Ngọ. Đó là 2, 4, 6 ngày tam lương chúng ta cần phải tránh. Thứ hai là ngày con nước. Trong tháng này ngày con nước sẽ bao gồm ngày mùng 7. Thì mùng 3, mùng 7, mùng 7 sẽ là ngày Nhâm Tuất. Và cũng là ngày tam lương. Thứ hai là ngày 21 là ngày Mậu Tý, là ngày con nước. Dương cung kỵ là ngày Giáp Tuất, ngày 19. Ngày sát chủ, sát chủ thì bao gồm là ngày Thìn. Ngày Thìn là ngày sát chủ chúng ta bỏ. Ngày Thìn thì bao gồm 3 ngày. Mùng 1 là ngày Bính Thìn, 13 thì là Mậu Thìn, và ngày 25 là ngày Canh Thìn. 3 ngày này đều là ngày sát chủ, chúng ta không sử dụng. Tiếp đến là ngày Thụ Tử là ngày Dậu. Ngày Dậu là ngày Thụ Tử, chúng ta không sử dụng. Thì ngày Thụ Tử là ngày Dậu thì bao gồm có 2 ngày, là ngày Tân Dậu là ngày mùng 6 và ngày Quý Dậu là ngày 18. Đây là 2 ngày không tốt, chúng ta cần phải loại bỏ trong cái việc là chọn ngày giờ tốt. Cuối cùng là ngày Nguyệt Phá. Thì tháng 12 là tháng Tân Sửu, xung với Sửu là Mùi. Vị trí tất cả những ngày Mùi đều ngày Nguyệt Phá chúng ta không sử dụng. Nó bao gồm các ngày mùng 4 là ngày Kỷ Mùi, 16 là Tân Mùi và 28 là ngày Quý Mùi. Đây là mấy những ngày mà bị xung với lại tháng nên ta không sử dụng. Cuối cùng là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Thiên Địa Chuyển Sát bao gồm ngày Bính Tý và Nhâm Tý. Ngày Bính Tý là ngày mùng 9, Nhâm Tý không có. Vị trí các ngày xấu loại bỏ đấy, các bạn nhìn ra những ngày xấu loại bỏ đã gần hết rồi. Vị trí là sau khi loại bỏ những ngày xấu thì những ngày xấu này mình không dùng, thì tất cả những ngày khác thì cũng dùng cũng đã là cắt hơn rồi. Nhưng để tiếp tục cắt hơn nữa, tốt hơn nữa, chúng ta sẽ sử dụng đồng công để chúng ta chọn ra những ngày tốt. Theo nên đồng công tháng 12 gồm hai các tiết là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Sau Tiểu Hàn thì tam sát tại Đông, các phương dần mão thìn kỵ tu tạo động thổ. Đấy, đồng công nói vậy. Vị trí là các bác mà muốn sửa chữa thì trong tháng này, mà những nhà mà
vi phạm tam sát thì cũng nên lưu ý cần có phương án phù hợp để hóa giải. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào xét những ngày tốt trong cái tháng 12 âm lịch. Đầu tiên là ngày Sửu. Ngày Sửu là trực kiến thì bị phạm vào ông vong, bị phạm vào hồng sa, ngày Ất Sửu không có, đúng không? Ngày Sửu là ngày xấu, chúng ta loại bỏ không dùng. Thứ hai là ngày Dần. Ngày Dần là trực trừ. Ngày Canh Dần có hỏa tinh, tức ngày 23 có hỏa tinh, nguyệt đức, bín dần, nhâm dần, bình đan, tử đan. Tức là ngày Canh Dần này là ngày đại cát này. Từ ngày 23 là ngày đại cát và ngày Mậu Dần là ngày 11 thì là ngày thứ cát. Thứ hai ta sẽ là ngày Mão. Ngày Mão thì có thiên phú thổ ôn, không nên động thổ, dùng thì bị là thổ ôn thiên tặc, chúng ta không dùng. Dùng như dùng ngày Mão về hôn nhân vấn danh thì lại được tiểu cát, nhưng lại bị lục bất thành, lục bất hợp. Chỉ có ngày Tân Mão thì tốt, từ ngày 24 Tân Mão. Thì là dùng được thứ cát. Ta chỉ nên là gì? Dùng vào việc Tân Mão thì dùng vào việc hưng công, hưng công động thổ. Còn ngày 12 không dùng được. Ngày Thìn là ngày sát chủ, gồm 3 ngày: 1 Bính Thìn, 13 Mậu Thìn và 25 Canh Thìn thì chúng ta đã loại bỏ rồi. Tiếp đến nó sẽ là ngày Tỵ. Ngày Tỵ gồm có 3 ngày là ngày Đinh Tỵ, ngày mùng 2, ngày Kỷ Tỵ 14 và 26 là ngày Tân Tỵ. Thì Đổng Công có nói ngày Tỵ là trực định, có thiên thành, có chỗ gọi là quan phù tinh. Chẳng phải chỉ nói là ngày tử khí, nhưng sửa chữa phương vị nào gặp phi cung châu huyện quan phù sẽ thấy liền. Nếu phương vị đó phù hợp với các cát thần tụ hợp thì có thể cứu được sự hung bại, thì cũng dùng được. Ngày Quý Tỵ tuy là lúc kim sanh thủy được tinh khiết, may ra có thể khai sơn chặt cỏ là ngày thứ cát. Quý Tỵ thế nên không có. Còn việc hôn nhân xuất hành khai trương nhập trạch dự cột gác đoàn dông lại là ngày thiên tượng đại không vong, không dùng được. Nạp âm đã tuyệt thì cũng không nên dùng. Ngày Đinh Tỵ là ngày chính tứ phế, Đinh Tỵ là ngày chính tứ phế, tức ngày mùng 2 là ngày chính tứ phế, là hung, không dùng được. Trong một năm bốn mùa, hễ dùng ngày Tỵ là chủ về khẩu thiệt, dù có hỷ thần hóa giải cỡ nào cũng khó khỏi, như kết vượng suy phải tra cho thật kỹ. Nói chung là ngày Tỵ xấu, không dùng được. Ngày Ngọ thì có Canh Ngọ. Ngày Canh Ngọ là ngày 15 thì có thiên nguyệt nhị đức, đấy, đâm ra là rất là tốt, là ngày đại cát. Canh Ngọ là ngày 15 đúng không? 15 này là đại cát. Còn ngày mùng 3 và ngày 27, mùng 3 là phạm ngày con nước, 27 cũng là ngày mùng 3 là ngày tam lương, 27 cũng là ngày tam lương, ta hạn chế không dùng. Vị trí ngày Ngọ chỉ có ngày 15 là ta sử dụng được là đại cát. Tiếp đến là ngày Mùi. Ngày Mùi thì bị nguyệt phá, bao gồm có ngày mùng 4 là Kỷ Mùi, 16 Tân Mùi và 28 Quý Mùi, chúng ta cũng không sử dụng. Ngày Thân. Ngày Thân thì có Canh Thân có thiên nguyệt nhị đức. Canh Thân là ngày mùng 5 ấy, có thiên nguyệt nhị đức, nên sửa chữa an táng làm nụ chuyện vặt thì được thứ cát. Đấy, ngày Canh Thân.
thân là ngày mùng 5. Thì chỉ dùng được các việc nhỏ này, còn việc lớn thì không nên, như là không nên kỵ cái việc như là khởi tạo hôn nhân, khai trương nghiệp trạch thì là không nên. Vì ngày này là sát tật nghiệp trung cung, bất lợi cho gia trưởng, nhân quyến. Tuy có thiên nguyệt nhị đức cũng không phải là sao có tác dụng tốt, làm tổn thương tay chân của thợ, phá thất, tổn hại đồ sành, đồ sứ. Làm lớn thì thấy mau, làm nhỏ thì ứng chậm. Nếu làm chuồng trâu, heo, dê thì 6 đến 12 ngày sẽ bị hổ lang là làm hại. Còn xanh ôn dịch, khí thời. Còn ngày giáp thân thì là ngày 29 thì có thể khởi tạo an táng. Khởi tạo an táng, bính thân, nhâm thân thì cũng không nên an táng. Như vậy chỉ có ngày mùng 5 là ngày thứ cát. 19 thì là gì? 19 chỉ có thể an táng, còn ngày nhâm thân 17 không nên dùng. Ngày tiếp theo là ngày Dậu. Ngày Dậu là ngày thụ tử, chúng ta đã loại bỏ rồi. Ngày Tuất. Ngày Tuất bao gồm 2 ngày. Mùng 7 là ngày nhâm Tuất và ngày 19 là ngày giáp Tuất. Thì 2 ngày này, một ngày là phạm dương công kỵ và một ngày phạm vào ngày tam lương, chúng ta loại bỏ, không sử dụng. Tiếp đến là ngày Hợi. Ngày Hợi thì có thiên tặc nguyệt yểm, chỉ có Ất Hợi là có văn xương quý hiển. Đấy. Văn xương là ngày tốt này, quý Hợi là ngày 20, Ất Hợi là ngày tốt. Còn ngày Quý Hợi thì là ngày cùng của lục giáp, không nên dùng. Quý Hợi bỏ, không dùng. Vị trí chúng ta ngày Hợi, chúng ta có ngày Ất Hợi là ngày 20 là sử dụng được. Còn ngày Tý, tuy có Huỳnh Sa, Huỳnh La, Tử Đàn, Nguyệt Đức, nhưng lại gặp vào thiên địa chuyển sát, nhâm Tý, bính Tý, nên ra không sử dụng được. Vì là trời đất xoay chuyển, chẳng nên hương công động thổ phạm thì gặp đại hung. Ngày Giáp Tý trong tháng này không có, thì đồng công có nói Giáp Tý là có thiên xá, là ngày tấn thần đấy. Mậu Tý thì nên sửa chữa, nhưng Mậu Tý là ngày 21 để phạm ngày con nước. Đấy, nói chung ngày Tý trong tháng này cũng không tốt, không nên dùng. Như vậy chúng ta đã vừa loại bỏ ra những ngày tốt và những ngày xấu trong cái tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, và chọn ra những ngày tốt thì bao gồm những ngày tốt sau này. Những ngày đại cát thì có ngày 15 là ngày Canh Ngọ là đại cát, 20 ngày Ất Hợi, 23 là ngày Canh Dần. Các ngày tiểu cát thì có những cái ngày mùng 5 là Canh Thân, 11 là Mậu Dần, 29 Giáp Thân và 24 là ngày Tân Mão. Thì đấy là những ngày mà tốt mà quý vị có thể sử dụng để làm những việc cho mình. Tùy việc, việc lớn là chọn ngày đại cát, còn việc nhỏ vụn vặt thì chọn ngày tiểu cát là làm được. Trên đây tôi vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn việc lựa chọn ra ngày tốt trong tháng 12 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành ủng hộ với Phong Thủy Độc Tài trong suốt thời gian qua. Thì mọi đóng góp và thắc mắc của quý vị có thể là comment ở ô bình luận bên dưới, hoặc là gọi điện trực tiếp đến cái số hotline của chương trình. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ ban biên tập chương trình. Đấy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.